Chào các bác nhá. Hôm nay em test ba cái máy thổi chạy xăng hai thì. Đây là con Rover Z, hàng này thương hiệu của Mỹ này. Thương hiệu Rover. Thằng này thì cũng là cái thằng Black Mark màu đen. Cũng là của Mỹ luôn, và cái ZUB hai thì cũng là của Mỹ luôn các bác nhá. Cũng là mà hàng toàn này, nói chung là toàn hàng Mỹ cả thôi. Black Mark màu đen, còn cái ZUB cũng là của thằng ZUB Mỹ. Thằng này cũng vậy luôn. Đây, em sẽ test các bác nhá, giật lẩu các bác mình cùng xem. Con này thì nó cái đầu này nó bằng inox, mấy cái nó bị sứt gãy tí ở đây, thì em bán thanh lý các bác rẻ hơn chút. Cái này nó làm bằng mica, nói chung là nó cũng có bị sứt mẻ tí nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đâu, gió làm trên này. Thì bác nào mình lấy con này thì em báo giá luôn cho các bác với giá là 1.000.000 đồng thôi, bán cái đầu nổ 1.000.000 đồng cho nó rẻ. Còn con này là gọi là Black Mark. Black bác nào lấy thì giá của nó 1.200.000, còn ZUB là 1.400.000, con này là tầm 1.500.000 nhà bán 1.400.000 thôi. ZUB 1.400.000, con này 1.200.000, con này 1.000.000. Giá thì em báo giá sẵn, bác nào mình chọn con nào thì cứ alo cho em.